Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, năm nay tròn 20 năm, nhà máy Thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc vận hành tổ máy phát điện đầu tiên. Thủy điện Tam Hiệp là dự án gây tranh cãi dữ dội trong lịch sử Trung Quốc. Không phải tự nhiên mà tổ chức sông ngòi quốc tế gọi đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa. Ngân hàng Thế giới World Bank cũng từ chối cung cấp tiền cho dự án với lý do quan ngại về tác động môi trường và nhiều yếu tố khác. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đập Tam Hiệp nằm chắn ngang sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc và dài thứ ba trên thế giới, tại thị trấn Tam Đảo Bình thuộc thành phố Nghi Sương, tỉnh miền Trung, Hồ Bắc. Theo Bách Khoa Toàn Thư Britannica, ngay từ những năm 1920, các lãnh đạo nước này lần đầu tiên đã thảo luận về ý tưởng xây dựng một đập thủy điện khổng lồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước. Song mãi đến năm 1955, việc lập kế hoạch chi tiết cho dự án đập Tam Hiệp mới chính thức được xúc tiến. Giống như việc xây dựng nhiều đập thủy điện khác, dự án đập Tam Hiệp cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều cả trong và ngoài Trung Quốc. Những người đề xuất và ủng hộ dự án khăng khăng rằng đập Tam Hiệp sẽ giúp kiểm soát ngập lụt nghiêm trọng dọc sông Dương Tử, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nội địa và cung cấp phần lớn nguồn điện năng thiết yếu cho miền Trung, Trung Quốc. Tuy nhiên, những người phản đối đề cập đến hàng loạt vấn đề có thể nảy sinh từ dự án như nguy cơ vỡ đập, việc phải di dời khoảng 1,3 triệu dân, phe chỉ trích khẳng định con số thực tế lên đến 1,9 triệu dân, khỏi hơn 1.500 thành phố, thị trấn và làng mạc, dọc theo sông Dương Tử. Vì mực nước dâng cao, việc phá hủy cảnh quan tráng lệ, vô số địa điểm kiến trúc có giá trị khảo cổ học và văn hóa cũng như các tác động tiêu cực khác tới môi trường. Trong dư luận cũng có những lo ngại rằng, chất thải từ sinh hoạt của con người và hoạt động sản xuất công nghiệp từ các thành phố sẽ làm ô nhiễm hồ chứa nước của đập thủy điện, và ngay cả lượng nước khổng lồ trong hồ chứa cũng có thể gây ra động đất lỡ đất trong khu vực. Thời đó, nhiều kỹ sư Trung Quốc và nước ngoài kêu gọi tốt hơn hết nên xây nhiều đập nhỏ trên các phụ lưu của sông Trường Giang, vẫn kiểm soát lũ và phát điện tốt trong khi nguy cơ ít hơn, lời khuyên đã không được lắng nghe. Vì có quá nhiều vấn đề, dự án bị trì hoãn gần 40 năm. Năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng thuyết phục được Quốc hội thông qua dự án, nhưng cũng có đến gần 1 phần 3 đại biểu phản đối hoặc không thèm bỏ phiếu, điều ít thấy trên chính trường Trung Quốc. Trong lễ động thổ công trình năm 1994, giới quan sát lưu ý rằng Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không xuất hiện cùng Thủ tướng Lý Bằng. Nhưng dù sao dự án vẫn tiến hành, dù trong suốt quá trình xây dựng có không ít gì căng đàn, tham nhũng, đội vốn nổ ra. Nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp bắt đầu râm ran từ mùa hè năm 2019. Sau khi ảnh vệ tinh ghi nhận thân đập có vẻ như bị lõm vào do sức ép của nước, nhưng nhà chức trách bác bỏ, khẳng định đập vẫn an toàn. Theo các chuyên gia, ảnh hưởng về môi trường từ các đập thủy điện lớn là rất lớn. Nhiều loài sinh vật trong vùng đều bị ảnh hưởng, một số loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chất lượng nước biển biến đổi rõ rệt cư dân trong vùng phải đối mặt với nguy cơ động đất và sạt lở đất. Theo báo chí Trung Quốc, lượng nước tăng lên trong vùng hồ thủy điện làm sói lở bờ sông ở 91 phụ lưu của dòng Dương Tử, gây ra những con sóng cao tới 50 mét. Hoàng Tuệ Bình, một kỹ sư nói, các thảm họa địa chất thường trực là mối đe dọa nghiêm trọng đối với người dân sống trong vùng ảnh hưởng của con đập. Theo Hạ Bá Vinh, một nhà sinh vật học ở tỉnh Hồ Bắc, trên dòng dương tử, xưa nay người ta ghi nhận có tới 300 loài cá. Con đập đã tạo ra một rào chắn khổng lồ mà các loài thủy sinh khó có thể vượt qua. Cá không thể lên thượng nguồn đẻ trứng và số lượng cá thể giảm đi nhanh chóng. Những loài sinh vật bị ảnh hưởng khác bao gồm cá heo nước ngọt, cá tầm Trung Quốc, hổ, cá sấu, xéo Siberia và gấu trúc khổng lồ. Tại lưu vực sông Dương Tử, nơi xây đập Tam Hiệp, có tổng cộng 47 loài động vật quý hiếm hoặc sắp tuyệt chủng được pháp luật Trung Quốc bảo vệ. Ông Hà nói nơi sinh sống duy nhất của loài cá heo nước ngọt Trung Quốc là sông Dương Tử và số sinh vật đang trên bờ tuyệt chủng ấy chỉ còn chưa tới 100. Hồ chứa của đập Tam Hiệp chính là nơi sinh sống chính của cá heo. Chính phủ Trung Quốc đã phải lên kế hoạch bảo tồn cá heo và những loài vật khác bằng việc tạo ra các khu dự trữ sinh quyển và hỗ trợ sinh sản nhân tạo tuy nhiên những nỗ lực trước đây về việc chuyển vùng cho cá heo sông dương tử đều thất bại một trong những tác dụng phụ của việc xây đập tam hiệp là các thị tứ và cánh rừng trong vùng nước ngập phải bị phá bỏ và thu dọn nhằm tạo điều kiện cho tàu bè lưu thông tuy nhiên việc mất rừng và đất nông nghiệp dẫn tới xói lở bờ sông tạo ra trầm tích ở đáy sông và đáy hồ chứa đồng thời việc này cũng làm tăng nguy cơ ngập lụt cho vùng thượng nguồn trong khi đó trầm tích và phù sa những thứ rất cần thiết cho việc trồng trọt bị chặn lại khiến đất đai vùng hạ lưu trở nên bạc màu việc phá hủy làng mạc còn dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường sông dương tử đã bị ô nhiễm từ việc chuyên chở than từ các trận mưa axit và từ chất thải của nhiều trung tâm công nghiệp của trung quốc các chất gây ô nhiễm từ những khu vực bị xóa sổ cũng góp phần làm dòng sông thềm bẩn Người ta đã gây quỷ để giúp làm sạch vùng lồng hồ nhưng chỉ thời gian mới cho câu trả lời về hiệu quả. Lưu tốc nước trong vùng lồng hồ thấp dần và người ta lo ngại về các chất độc hại sẽ lưu cữu trong nước khiến chất lượng nước ngày càng xấu đi. Ông Hạ cho hay những hậu quả khác từ việc xây đập tam hiệp là hàm lượng oxy trong nước rất cần thiết cho sự sống của các loại sinh vật đã giảm xuống. Theo ông, sự có mặt của con đập ngăn cản quá trình hòa tan oxy vào trong nước do dòng chính của sông đã bị chặn lại. Nước sông ở phía dưới đập sẽ chảy chậm hơn, lượng oxy trong nước sẽ thấp hơn trước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái thủy sinh vùng hạ lưu. Tất nhiên, không thể phủ nhận thủy điện là ngành công nghiệp sạch khi không tạo ra khí nhà kính, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào và ngày càng có nhiều người nghi ngại về sự tồn tại của đập thủy điện lớn nhất thế giới này. Tính ra đã có 140 thị trấn, 1.000 làng mạc, hai thành phố, 100.000 hecta đất nông nghiệp màu mỡ đã ngập chìm trong vùng lòng hồ, khoảng 1,9 triệu người phải di dời. Thưa quý vị, một trong những lợi ích được người ta đề cao khi xây đập tam hiệp là điều tiết nước chống lũ lụt. Nhưng những gì xảy ra trong năm 2010 khiến nhiều người nghĩ tới chiều hướng ngược lại. 4 năm sau, khi đập Tam Hiệp Khánh Thành, các tỉnh phía Nam Trung Quốc chìm ngập trong một đợt lụt lớn chưa từng có, hồi tháng 6 và tháng 7 năm 2010. Các trận lũ lớn ở nhiều tỉnh miền Nam làm hơn 700 người thiệt mạng, trên 300 người mất tích, 700.000 nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn, 8 triệu hecta hoa màu bị hư hại, hơn 8 triệu người phải sơ tán, trên 29 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiệt hại ước tính 21 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trước những đợt lũ hoành hành ở vùng hạ lưu sông Dương Tử giới chức Trung Quốc không thể đưa ra bằng chứng nào cho thấy đập thủy điện Tam Hiệp có tác dụng trong việc điều tiết nước. Theo tính toán ban đầu, hồ thủy điện đập Tam Hiệp dung tích 22 km khối sẽ có khả năng làm giảm tần suất các đợt ngập lụt lớn từ một lần trong 10 năm xuống một lần trong 100 năm, nhưng khi đập chuẩn bị hoàn thành có ý kiến cho rằng sông Dương Tử sẽ làm tăng trầm tích bùng vào hồ lên khoảng 530 triệu tấn một năm, khiến hệ thống hồ và đập thủy điện này không có khả năng ngăn lũ. Trong đợt lũ năm 2010, đập Tam Hiệp đã ba lần xả nước và mỗi lần như vậy đều gây ra những thiệt hại to lớn cho vùng hạ du quý vị và các bạn thân mến tất cả những tình huống như trên sẽ không là gì so với một viễn cảnh đập tam hiệp bị vỡ đây là một viễn cảnh đáng sợ nhưng không phải không thể xảy ra nếu đập tam hiệp sập một lượng nước khổng lồ sẽ quét qua dương tử hồ chứa của công trình sẽ nhanh chóng vượt quá giới hạn chịu đựng và buộc phải xả hàng triệu mét khối nước thiệt hại lúc đó chắc chắn sẽ là không hề nhỏ quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại